Fast tiếp tục thách thức định luật vật lý, nhưng vẫn thu hút khán giả. Những yếu tố thu hút người xem như tình cảm gia đình, bằng hữu, cộng với những pha hành động siêu tưởng và dồn dập từ đầu tới cuối vẫn giúp Fast and Furious X hút khán giả đến rạp. Loạt phim Fast and Furious đã chứng minh sự bền bỉ của mình khi ra mắt phần phim thứ 10, Fast, nhưng vẫn khiến khán giả phải chờ đón. Phần tiếp theo khi úp mở những cao trào cùng sự xuất hiện của gần như tất cả các ngôi sao từng xuất hiện trong loạt phim. Như những phần trước, Fast tiếp tục thách thức mọi định luật vật lý, thậm chí cho các nhân vật đội mù sống dậy. Nhưng với lượng fan đông đảo của dòng phim coi việc ngôi sao vô lăng như một thứ tôn giáo, lời của một nhân vật trong phim thì điều đó không quan trọng. Bởi những yếu tố thu hút người xem như tình cảm gia đình, bằng hữu, cộng với những pha hành động siêu tưởng và dồn dập từ đầu tới cuối phim vẫn là thỏi nam châm hút khán giả đến rạp. Ở phần này, thủ lĩnh Dom Toretto, Vin Diesel cùng gia đình sẽ đối mặt với kẻ thù mới là Dante Reyes Jason Momo, một nhân vật được nối từ các sự kiện diễn ra ở phần Fast Five tại Brazil. Theo đó, Dante, con trai của tên trùm ma túy bị tiêu diệt trước đây, sẽ thực hiện màn báo thù với tuyên bố sẽ cho Dom phải gánh chịu nỗi đau như y từng phải chịu đựng bằng cách bắt và sát hại toàn bộ người thân của Dom, từ cậu con trai, người vợ mạnh mẽ Letty Ortiz, Michelle Rodriguez, những đồng đội đắc lực Roman Purser, Tyree Gibson, Tish Parker, Chris Ludacris, Fritz Ramsey, Natalie Emmanuel, Han Lu, Sung Kang. Số nhân vật quen thuộc của cả loạt phim tề tựu trong Fast là kỷ lục, bao gồm cả những cái tên từ thủ thành bạn như Descartes, Jason Statham hay Jacob Toretto, John Cena. Phim chào đón gương mặt mới, chủ nhân tượng vàng Oscar Barry Larson trong vai trò hỗ trợ cho Dom và gia đình. Chủ đề trung tâm của các phần phim từ trước đến nay vẫn luôn là siêu xe tốc độ, các pha hành động kịch tính và đặc biệt là tình cảm gia đình, tình cảm anh em gắn bó. Diesel cũng hứa hẹn rằng những fan trung thành của Fast and Furious sẽ cảm thấy mãn nguyện khi biết được cái kết của những chương cuối này với hành trình trải dài từ Los Angeles tới London, Rome, Bồ Đào Nha và cả Rio de Janeiro lẫn. Nam cực.